Hello Việt Thảo, xin chào các bạn. Hôm nay Việt Thảo muốn mời các bạn đi ăn hải sản. Đi ăn ở đâu nè? Đi ăn ở Tân Cảng Newport Seafood. Mình đang đi tới luôn cho tới đường Euclid. Past Euclid là mình mới tới New Hope. Đây là con đường New Hope các bạn nhìn bên trái. Đó, thấy chưa? Ở ngoài đó là nhà hàng Triều Châu, Triều Châu Restaurant. Bên trong Tân Cảng Newport Seafood Restaurant, cái bảng lớn đỏ kìa. Tân Cảng Newport Seafood Restaurant. Đó. Đó là prawn. Cái trồng đỏ hột vịt muối bên ngoài nè, nó dính là đã lắm. Ngon ha, ngon. Ngon quá. Này uống gì bây giờ, thôi khỏi phản, khỏi chạy. Rồi. Mình sang món kế tiếp là cái gì nè? Ốc dò dòi ha. Để coi bây giờ chơi luôn con lobster đi. Lobster nào? Chơi con lobster bự luôn. Rồi. Tại vì thật sự mà nói đó, con lobster thì mọi người đã thấy ăn rồi. Hôm nay đó muốn cho các bạn coi kỹ lại rồi. Thấy không? Chặt ha, rồi mình ấy bột ha, rồi deep fry ha. Yeah. Rồi cái mình đem mình xào như thế nào? Rồi. Để chi? Để mục đích thực sự mà nói cho nhiều người bắt chước. À, bắt chước. Ăn cho nó ngon. Rồi, hôm nay là thực sự đâu phải ai cũng tới Tân Cảng ăn được đâu. Ví dụ như không có dịp tới thì sao, thì ở nhà mình làm cho nó ngon. Mà khi nhớ ăn ngon phải nhớ nhắc nha, cái này là tôi coi video của anh Việt Thảo nói về nhà hàng Tân Cảng nha. Có một điều các bạn, trước khi mà xào cái món lobster đặc biệt của Tân Cảng, kỳ này mình xào mì, có xào mì. Có mì ha. Có mì nha. Rồi. Mì mình để riêng cũng được hay để chung? Mì thường thường mình để dưới con lobster, lobster cho nó đẹp, để cho rồi. Vậy đi. Để có mùi lobster nó xuống cái mì đó. Nó đậm đà. Rồi, trước khi mình ăn cái món lobster xào mì tại nhà hàng Tân Cảng thì các bạn nhớ Việt Thảo nhắc một điều. Ai thích coi cái channel YouTube Việt Thảo nhớ subscribe hay là đăng ký và giới thiệu cho mọi người biết để cùng đi ăn và cùng thèm với Việt Thảo. Ok, món kế tiếp là lobster xào mì của Tân Cảng. Yes. Đi, ok, đi mình đi xào. Bây giờ bắt lobster, bắt lobster, bắt lobster. Chà, nó bự quá không? Bự không? Hay là muốn lấy con nhỏ một chút? Đây. Muốn làm con bự hay muốn làm con nhỏ? Đi. Lấy thế làm sao? Rồi, vừa vừa đi, để vừa vừa coi, dưới này cũng có. Lấy vừa vừa đi, vừa vừa mình xào, mình ăn nhiều cục. Nhiều cục ha. Thí dụ con nhỏ mình làm hai con? Nếu mà làm, một con thôi. Làm một con thôi? Làm một con thôi, nó dễ xào hơn. Nhưng mà một con nhỏ có ăn đủ không? Không đủ, lại con này ăn đủ rồi đấy. Chơi con bự đi. Chơi con bự đi. Rồi, con này là, đi. Con này không phải con cái không, con cái. Đây là con cái. Con cái luôn. Đây toàn bộ là cái không, tại mình không có được. Là cái con ôi dạ. Khoan, cho bữa bóc cái nào nó xương vậy. Con này đỡ hơn. Ngon hơn. Rồi. Đây nè các bạn, con này khoảng nhiêu pound ha? Con này chắc khoảng 7 pound rồi đó. 7 pound. Một pound bây giờ bán bao nhiêu? Trong giá hiện từ bữa nay thôi. Bữa nay hả? Bữa nay là 21 đồng. 21 đồng, xem. Dạ. Gần trăm kèm với giá của tôm đỏ 21 dạ. đồng. Nghe các bạn, có khi nó có 14 đồng. Dạ, có khi 14. Có khi lên tới 35 đồng. Có, dạ. Đúng không ạ? Cho nên các bạn phải nói rất rõ cái giá lobster. Nó tùy theo mùa. Nó tùy theo mùa. Rất rõ ràng nha. Dạ. Cho cái giá hôm nay là bữa nay thôi nha. Dạ. Và các bạn một lần nữa xin giới thiệu lại, đây là con để mình nhận diện. Nó là con female. Female có lệnh là con cái, đây nó có lông ở đây. Nó có lông ở đây. Nè, ở đây cũng vậy, cái trên này có lông, biết tại sao không? Cái lông này để khi nó đẻ trứng ra đó, cái trứng nó mới bám vào cái lông này, cái con này theo con mẹ. Còn con đực không có lông này, bị nó không có đẻ trứng, không cần. Nhá. Và nhớ là chính xác. Cái mình của nó đó lớn hơn cái đầu nó nhỏ. Còn con đực á, cái đầu tổ bà nhưng cái mình nó nhỏ xíu à. Đúng, chính xác luôn. Rồi. Bây giờ mình đi làm, và đặc biệt là con này nó có trứng. Rồi. Bây giờ mình vô mình coi nha các bạn. Sẽ thấy anh Lợi chặt như thế nào, ướp bột như thế nào, rồi chiên xào như thế nào. Chúng ta theo dõi đi, chúng ta làm. Rồi, coi lần thứ hai ha. Con này bây giờ chạy ra khoảng bao nhiêu ha? Nếu nếu mà hồi nãy nó 20 đồng phao đi, 7 phao, ít nhất phải là 140 đô la. Ít nhất phải 140 đô la. Ăn con này là 140 nha, 140. Ok các bạn, đây là con lobster mà mình sang ngày hôm nay.
anh Lợi sẽ chỉ cho các bạn. Dạ. Nhưng mà thật sự mình vừa làm vừa nói nó lâu lắm cho nên các bạn ráng theo dõi nha. Anh sẽ chặt thông thả từ từ cho các bạn xem. Dạ. Nhớ coi cho kỹ từ cách chặt, cách đút bột, deep fry như thế nào hay là xào nấu làm sao. Dạ. Để ở nhà trong trường hợp không có dịp đến với Tân Cảng, mình ở nhà có thể vẫn làm con lốt to sao mì ăn được nha. Dạ. Rồi, mời anh Lợi. Dạ. Bây giờ mình bắt đầu nha. Rồi. Chặt cái đuôi hộp tôm hùm trước. À, tại sao? Tại cái tôm hùm á, mày không chặt cái đuôi trước á, nó vũ trúng cái tay mình. Tại nó quấn như nè. Đuôi nó quấn người. Ồ, mình đã chặt cái đuôi trước để cho nó không có vũ trúng tay. Rồi. Dạ. Nha. Rồi. À. Xong mới chặt hai cái kè, chặt vô gạo bỏ đi. Nha. Tôi bị núp sau lưng tôi nó văng văng chứ. Rồi bây giờ tới chặt tới cái đầu. Đây. Wow. Cái đầu ha. Đó. Đầu là trứng nè nha. Đó nhìn như đây đây từ từ. Bây giờ đó rõ ràng các bạn đây là trứng đen nha. À. Trứng màu xanh như các bạn thấy trước đây cũng vậy. Khoan từ từ. Để anh thích cái này cái đã nha. Rồi. Khoan từng đợt. Đó các bạn thấy nè. Cái phần này nhiều bạn không biết, nó cái này dơ nha, phân dơ dục không có nha. Đây là trứng nha, màu xanh. Và chúng ta khi xào lên nó màu đỏ. Như các bạn nói là, tôi nói trước nha, đây là ăn cho các bạn coi thôi, Việt Thảo ăn. Các bạn đừng bắt chước nha, chứ đừng có nói tại sao mà sống ăn được mà ông này cứ ăn thì người ta bắt chước làm sao. Nói trước đừng bắt chước nha. Trứng. Tôi có thể ăn được nhưng mà các bạn có thể không ăn được, đừng bắt chước. Nhưng mà tôi nói rất rõ nha, ăn sống nó béo mà nó ngon vô cùng tận luôn. Nhưng mà tôi cũng không dám ăn sống cái trứng nữa. Nó béo thiệt là béo luôn. Rồi còn cái này, cái này là ốc. Cái này là bộ ốc của con tôm, nó rất là béo luôn. Và nói trước nha, các bạn đừng ăn sống nha, tôi ăn sống thôi, đừng bắt chước nha. Cho thấy con tôm sống nó tươi, nó ngon vô cùng, rất là béo luôn. Rồi và các vị thảo biết lần trước là tất cả những trứng và bộ ốc này một chút mình xào riêng đúng không, không có xào chung. Đâu nữa bạn xào chung luôn. Bây giờ xào chung luôn. Xào chung. Okay. Xào chung luôn. Né để nó dần. Wow. Đây. Rồi chưa? Chờ. Đặc biệt đây là cái miếng thịt của con lobster, con tôm hùm. Ồ, nó dài, nó dính vô trong này nè. Đây các bạn. Dạ. Cái màu đỏ này đó, các bạn nhớ nha, nó mà dính vô quần áo là giặt không ra nha. Cái tay mình dính đỏ nè, thấy không? Cái màu đỏ này thấy gì chứ dữ dội lắm, dính vô áo trắng là giặt không ra. Và cái thịt tôm này rất là fresh, tươi, ngon. Người ta có thể ăn sống được, ăn sushi, ăn với wasabi. Để Việt Thảo ăn thử cho các bạn coi nha. Nó rất là ngon thôi. Nói trước, các bạn nào không ăn được thì đừng bắt chước nha. Nhưng mà cho thấy rằng con tôm tươi mình vẫn ăn sống được. Nó dài, nó ngon, ông này không dám ăn. Nó ngon. Ngon quá. Dạ. Rồi tới lần mình bỏ vô thào, thấy không? Bây giờ mình trộn bột là bột bột bắp. Dạ, yeah, cũng vậy. Dạ, yeah, cũng vậy, trộn bột bắp vô. Nghe mày gãi điều đó. Rồi, điều ơi. Muốn nói thêm một cái chỗ mà ăn sống hồi nãy, nếu các bạn ở nhà mà muốn làm tôm ăn sống đó, mình cắt, mình lấy cái thịt ra rồi, cái đầu đó, cái gạch của nó, cái trứng của nó hay là những cái phần khác mình có thể mình nấu cái gì ăn cũng được. Riêng cái thịt các bạn lấy ra đó, mình có thể thái miếng cho nó đều giống nhau, mình trải lên cái đĩa, mà trước khi trải lên đĩa ở dưới để nước đá trước, để nước đá cái để cái giấy giấy giống như giấy kiến á, dạ giấy bọc ni lông á, để lên cái mình để miếng tôm lên trên thì cái đồ lạnh ở dưới làm tôm nó lạnh vừa ngon. Nếu nhà có tủ lạnh mình thả vô tủ lạnh nha. Nếu muốn mau bỏ vô freezer một chút xíu đem ra vừa đủ lạnh là ăn rất ngon luôn. Dạ. Yeah. Còn nếu không thì để tủ lạnh thường. Còn nếu không có tủ lạnh mình để nước đá ở dưới.
Tại vì mình không muốn để cái miếng thịt nó chạm thẳng vô cái nước đá luôn, mà cách bằng một cái đoạn 15 nha, nó lạnh vừa ăn rất ngon luôn. Rồi bây giờ mình đem chiên. Rồi. Chút về tiếp. Sôi quá trời vậy đó. Quá à. Chiên xong rồi phải chở đều nó, phải cho nó chiên, đừng có chở liền. Ừ. Chiên chút khoảng chừng để chừng một phút sau cho nó bột nó dính dầu đó, rồi mình mới chở, chứ để xuống chở liền á bột nó chảy ra hết, nó sẽ đi theo dầu nó bậy hết. Nhưng mà để nó chút xíu hạ chở nó. Bây giờ nó sẽ dính cục, bây giờ mình bắt đầu mình cái rời nó ra. Nhớ nghe các bạn, ở nhà nghe, tôm chặt kiểu nào cũng được, bột bắp rồi bỏ vô trong chảo dầu, cái gọi là deep fry, tại dầu nhiều đó, deep là sâu xuống, mình chiên sâu rồi thì nhớ là cho nó bột nó chín chín rồi hạ trở, chứ đừng trở liền đó, nó rã cái bột. Giờ coi coi nó còn có dính cục không, coi nó bây giờ là nó gời hết rồi, gời đều hết rồi ha. Rồi bây giờ mình coi chiên luôn, chiên cho nó chiều chín mới được xào. Coi như phần chín là mình làm từ đây rồi, chứ không phải như phần chảo. Rồi vừa chín rồi xong rồi nó bỏ vào chảo xào. Trong chảo là mục đích để cho cái gia vị trên nó thơm được. Ngửi cái máy ra. Cái máy hôi dầu quá à. Anh Hiệp sợ nhất vô đây đúng không? Anh Hiệp á, ở sạch lắm nha quý vị. Ổng mà đi ăn nhà hàng nào mà nghe có mùi là ổng không vô. Mà bây giờ phải vô nhà bếp quay là ông Hiệp khổ lắm luôn á. Về cái áo này lớn quá ổng đi dục. À, Thảo đứng ngoài hay đứng trong cái cà đầu tiện cũng được. Ngoài Thảo đứng sau lưng anh rồi anh lót thì phải anh phải đứng bên kia à, phải đứng bên này. Ok 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 rồi, ok ok. Rồi bây giờ mình chiên cái tôm hùm dê thì có được, coi như là được rồi đó. À nó nổi lên rồi, nó nổi lên coi như là được, chín rồi đó. Nha đây không, như vậy thì các bạn mình có một cách để phân biệt chiên khi nào là vừa. Bây giờ chiên chưa chín thì qua bên kia mình có xào nó cũng không chín được, nghe ăn nó không ngon. Khi con tôm mà nó nổi lên rồi, cái miếng tôm nó nổi lên tức là đã chín rồi, nó nhẹ thì lúc đó là vừa. Rồi bây giờ mình bắt đầu xào ha. Rồi các bạn, bây giờ mình bỏ cũng nhiều, bỏ bao trước. Dạ. Đó. Rồi tỏi. Tỏi. Dạ. Giống như làm tôm hồi nãy. Đúng vậy. Nhưng mà nó có coi sốt. Ừ. Ớt, ớt, hành, hành, làm cho tỏi nó vàng thêm, vàng vàng lên, xào cho tỏi với hành nó cho nó thơm lên. Nặng không? Ô, chảo nhẹ. À, chảo nhẹ. Đúng vậy. Đó, bây giờ nó vàng rồi đó, coi chừng nha. Đây là cái sốt của nhà bên cả. Cái này là nước sốt để xào. Dạ, nước sốt để xào. Nước sốt này là tùy theo mình xào, mình phải tùy theo tôm hùm lớn hay nhỏ nữa. Ví dụ như nó nhỏ thì mình xào ít sốt chút. À, nó lớn thì mình xào để nhiều chút xíu. À, cũng như là mình trộn cho nó đều vậy, còn không đủ mình thêm vô. Cho nên vấn đề xào cũng vậy, phải do cái kinh nghiệm nữa. Như anh Lợi vừa giải thích, tùy theo con tôm lớn nhỏ. Và đây là cái nước sốt để mà mình xào cho nó thấm. Dạ. Cho nên nhiều người không biết nghe, xào đem vô xào xong rồi chế xịt chút xì dầu không được nha. Cái nước sốt rất nhiều, ngập luôn đó. Đấy. Rồi bây giờ nó sôi rồi, mình bắt đầu đổ tôm vào. Ừ. Uh-huh.
đó bây giờ có nước sốt nó thấm vô tôm. À, bây giờ bắt đầu sắp nó sẽ thấm vô tôm. Sao thấy không ít quá vậy, thấy nó khô rồi. Chứa khô còn nhiều lắm mà nè. À, còn ở dưới nhiều cả đó, đúng đúng đúng. Rồi giờ xào cho nước sốt ăn vô tôm không cho đều lên. Ừ. Dạ. Rồi cho nó đều rồi. Giờ mình thêm nước lạnh vô. À hành. À, đẩy nắp lại. Cho nó hút cái mùi vô con tôm hùm. À. Cho thịt tôm. Có cái muỗng không? Cái muỗng. Cái muỗng phim qua đây là cái muỗng, cái muỗng nhỏ, cái muỗng nhỏ. Để anh thử cái nước sốt. Để anh thử cái nước sốt. À. Đây các bạn thử cái nước sốt nha. Nước sốt. Nó trong vắt à? Dạ. Đúng. Cái gì ngon quá vậy? Thử miếng nữa. Ngon quá. Bỏ thêm chút hành vô xào cho nó đều. Ừ. Với hành mình bỏ hai đợt. Dạ. Đó, thấy không? Bây giờ nó xong hết rồi. Thấy không? Xin lỗi em không biết. Anh tưởng. Đó, coi như là sắp xong rồi đấy nha. Sắp xong rồi, gần ăn được rồi. Nhưng mà cái này đã lắm nè. Không nói đành mà sướng lắm luôn. Cái thứ nhất ha, nhiều người hiểu lầm tưởng nước sốt là nó đục mò phải không? Nó pha nào là xì dầu hay là cái gì. Nước sốt rất trong nha các bạn. Dạ, yeah, mà hút rất ngon luôn. Nè, bây giờ mình xào chút mì nha. Nó ngon sao không nói. Bây giờ mình xào chút mì. Bây giờ xào chút mì, chút mì. Chút mì để xào lấy nước sốt để xào. Xào sốt đó xào. Nếu nước sốt nhiều chút thì mì nó đậm đà hơn đúng không ạ? Mì mình có luộc trước không? Luộc đó, luộc trước rồi đó. Thì phải luộc trước thôi. Tôi xào thử được không? Không được. Xào dạ. Úi trời. Wow, nấu xào hay quá trời luôn. Vô làm bếp rồi vậy? Dạ. Rồi bây giờ coi như mì được đi ha. Ồ. Thì mình để mì dưới đi ha. Mì được luôn rồi. Đây. Wow, thử liền. Nấm. Dạ. Rồi bây giờ con tôm hùm cũng là coi như là xong rồi ha. Ngon quá. Ngon quá, ngon quá. Sorry nha các bạn, cái dĩa này của Dược Thảo ăn nha, không phải của khách nha. Anh Hiệp ơi, cú qua đây không? Ok. Tinh bên này thấy luôn cái chảo luôn. Yes. Yeah. Để cái đuôi, yep. Công nhận xào, công phu quá. Được chưa? Rồi. Rồi ra hai anh em ăn tiếp nè. Ui cha. Yes. Yeah, đi lại đi. Rồi. Các bạn, đây là cái dĩa lobster xào mì. Như các bạn đã thấy, con lobster khoảng 7-8 pound nha. Với cái giá hiện giờ đó là khoảng cái dĩa này khoảng hơn 120 đô la. Hơn 120 đô la. Pound đi, mình tính như 20 thì 140 rồi. Nhân lộn rồi. Yeah. Hơn 140 khoảng 150 đó. Yeah. Cỡ 150 đô. Thì hai anh em ăn con này là đã luôn á nhá. Vô cái đi. Vô cái đi, thưởng công cái đã. Rồi. Ừ. Rồi bây giờ ăn mời. Các bạn 150 đô la. Yeah. Con lobster này. Đây là con cái. Ăn cái trứng trước à.
cái trứng. Cái trứng hồi nãy Việt Thảo nói màu xanh mà ăn sống đó các bạn, bây giờ nó màu đỏ như thế này. Dạ. Không cần muối tiêu chanh luôn, ăn không ngon ạ. Hay quá ha. Biết quá ha. Lượm miếng thịt ăn ha. Ôi cái trứng bùi quá nè. Cái trứng bùi quá. Kiếm cái miếng thịt nè. Kiếm cái cục thịt ở giữa đó. Mình để đây là nó thấm xuống cái mì phải không? Dạ. Kệ để từ từ cho nó thấm xuống mì. Đang kiếm cục thịt. Hay quá ha. Ông đầu bếp này ông nấu ông giấu cục thịt à. Có. Còn nhiều đâu lắm. Rồi? Đâu vậy? Đâu vậy? Đây. Ha. Qua đây cũng luôn. Là thịt nữa. Qua đã. Dạ. Yeah. Nóng quá. Con mì đó. Nóng. Ngon dữ. Mở gì Thảo? Mời. Nóng quá. Nhiều người nói con lớn nó dai đâu có đâu. Con lớn mà ngon nữa. Chắc thịt ăn nó đã. Thử cái mình nghe không? Nó thơm cái nước nó thấm xuống. Dạ. Yeah. Ngon. Nếu các bạn nào thích ăn với muối tiêu chanh, muối tiêu nằm miếng chanh chua chua chấm vô ăn cũng ngon lắm. Bây giờ mình ăn gì thật sự mà nó vừa ăn rồi. Tại vì mình muốn ăn nó hơi chua chua, nồng nồng, cay cay thì mình có thể chế biến ra nha. Ngon quá nè. Mấy cái vỏ này nó mùi vị ở ngoài bìa nó cũng ngon lắm. Tại vì người ta ăn thường thường chọn thịt chứ đúng ra đó, ngậm gì mới ngon đó. À, ngon, cái mùi vị nó ngoài bìa này ngon. Có người không thích ăn cái cục thịt. Yeah. Thích ăn mấy cái que, nó thấm vô. Ở nhà hàng bình thường có xào ăn mình không? Có nhiều khi mình xào mình về mình ăn. Về nhà, đây nè. Có khi nào mình ăn mình thấy mình xào dở không? Thì tắt mình luôn mình nò. Bây giờ xào dở thật ra xào á. Có nhiều khi mình xào cũng thèm. Một hai ngày cái mình xào một con đem về nhà. Tối về ăn. Uống một chai bia. Như là mấy ngày cuối tuần á đông khách quá rồi mình xào cái đâu có ngày đâu ăn đâu. Xào con tôm rồi tối nay về uống chai bia. Đã luôn. Chỉ ăn tôm thôi, còn ăn gì khác nữa không? Ăn tôm hùm được rồi. Ngọc vợ của Lợi là cũng thích ăn tôm hùm không? Thích chứ, bà thích ăn tôm hùm lắm. Kêu Lợi xào tôm hùm hai vợ chồng về ăn ban đêm. Ok rồi. Lâu có từ cuối tuần là xào về ăn. Mình hên á, lucky giờ này là khách ngơi bớt rồi đó. Cho nên đông quá mình khó quay lắm. Mà thật sự khi mà vô xào con tôm đó, có khách order tôm bắt buộc mình phải nhường lại để cho khách trước. Nó mất thời gian mình chờ đợi. Mà cái này như vậy là rất là sướng luôn. Giá ăn bà cho đừng có khách đi. Để cho mình làm cho nó dễ. Có khách vô phiền quá, tại ông đầu bếp chánh mà. Bao nhiêu lobster là tự tay xào ra. Ngon quá. Ăn miếng mì à. Miếng mì dưới này. Có một điều đó các bạn, đây là lobster xào mì. Nếu các bạn không thích mì, mình có thể xào lobster không, rồi mình ăn với cơm nha. Hoặc là ăn không nhậu. Còn nếu mì đó, các bạn nào thích ăn đậm đà, nói với đầu bếp một tiếng, tôi muốn ăn đậm đà, thì thêm nhiều nước sốt vô. Còn nếu các bạn nào không thích đậm đà, cứ để bình thường. Nếu mình thích ăn mì nhiều, cứ để bình thường. Còn ăn mì ít, mình nói gọn lại, có thể xào nhiều lobster nhưng mà ăn một giắc mì thôi. Đúng không? Chứ mà chơi hai giắc là nhiều lắm á. Cũng có người á, bạn có bằng người lớn đó,
4 năm dắt mì nữa. Tại thích ăn mì. Dạ thích ăn mì. Dạ tôi thích ăn mì. Dạ mấy đứa nhỉ, mấy đứa trẻ em đó. Trời ơi thích ăn mì lắm. Có nhiều khi kêu một con hôm mà thêm 3 cái mì. Kêu tôm hùm 3 phao thôi. Dạ. Kêu 3 dắt mì. Sao mình bà tôm hùm mình nhỏ nhất đây phải là 4 phao trở lên, dạ, không có 3 phao. Dạ. Ngon quá. Ngon. Ngon. Chà, em thích ông que, ông gặm vậy đó. Coi ăn thấy đã không? Ăn ngon. Đói bụng là sáng hay chưa ăn? À thì ra tại vì đói bụng ăn vậy chứ không phải tôm ngon phải không? Không ngon thiệt các bạn. Cho đến giờ phút này, cái lượt view ở trên YouTube, cái Tân Cảng kỳ trước, có nhớ chuyện bên lề số mấy không? Hình như 168... Một... Không nhớ thiệt. À. Nha. À, trên 8 triệu lượt view. Thì có nhiều bạn yêu cầu muốn coi lại, mà coi đặc biệt nhất là con King Crab nữa. Thì hôm nay Việt Thảo sẵn dịp về đây, nếu mà ăn con tôm hùm thì mọi người đã thấy rồi, nhưng mà muốn cho các bạn làm coi thì các bạn cũng đã thấy rồi, nhưng muốn coi kỹ một lần nữa, lần này mình hướng dẫn cặn kẽ hơn. Ok một chút. Yeah. Như các bạn thấy khi xào con lobster, cái đầu tiên khi chặt con lobster là phải chặt cái đuôi trước. Nhiều chỗ vô chặt cái đầu trước, cái đuôi nó quật trúng chảy máu, không có dẫn chơi nha em. Chặt cái đuôi trước xong rồi đó là bắt đầu như các bạn thấy, chứ không phải là để cái đuôi chặt sau. Điều thứ hai mà mình thấy là bỏ bột bắp nha. Thực ra muốn bột gì bột tùy theo cái sở thích của mình. Bột nào để chi, để mục đích là nó giữ con tôm đừng có rã thịt ra khi chiên thôi. Thì thả vô chiên, nhớ chiên thường thường bột nằm nó dính nhau, khi nó rời ra rồi, rời hết rồi thì lúc đó coi như được, nhưng mà chưa được, phải đợi cái miếng thịt nó nổi lên, tức là thịt đã chín rồi thì lúc đó mình săn rồi đó, rồi mình ra mình xào. Và nhớ cái đầu tiên là cái nước sốt rất quan trọng, tỏi tiêu mỡ gì không cần biết cho nó thơm, ớt hành, nhưng mà cái nước sốt vô để chi, đặng mà cho con tôm nó thấm vô xào lên. Rồi sau cùng là mình thêm một số gia vị cho các bạn nó thấy nha. Rồi ăn tiếp nè, bây giờ ăn miếng trứng. Hình như Lợi không thích ăn trứng phải không? Lý do thích ăn trứng chứ. Thích. Ô cái đồng trứng này các bạn ngon lắm luôn. Yeah, nó trứng. À có một điều phải nói, có nhiều bạn bị dị ứng với lobster nha, và tôi không biết Việt Nam kêu con này là con gì. Ở đây kêu còn lobster đúng không, người ta thường thường lại kêu lobster là lobster. À, các bạn sẽ hỏi tại sao mà tôi không kêu tên Việt Nam thực sự. Ở Việt Nam tôi chưa biết con này, không biết Lợi bên Việt Nam biết chưa chứ anh chưa biết luôn, cho tới qua Mỹ rồi tôi mới biết con này. Và nghe người ta kêu lobster là mình kêu tới bây giờ là lobster thôi. Nhưng Việt Nam có thể kêu tôm hùm hay tôm càng vậy đó. Yeah. Nhưng mà ở Việt Nam tôi biết con tôm càng khác à. Ừ, tôm càng khác ha. Tôm càng xanh hai cái càng dài nó khác à. Dạ thon à, hai càng dài như đu đủa vậy đó. Đó là tôm càng Việt Thảo biết. Còn qua đây thì chỉ biết con này là con lobster. Trứng nè, ngon lắm luôn. Ngon. Cái mùi vị xào nó đậm đà, ngon. Ngon quá. Ngon thật. Ngon quá. Bởi ăn tới đây mới nhớ. Ăn tới đây mà nhớ Quân. Nhớ Minh Quân ở bên Việt Nam qua, hai vợ chồng với hai đứa con không? À. Thường thường ngồi cái bàn đó. À. Qua đây ăn hoài. Ở Việt Nam bay máy bay qua đây ăn lobster. Chẳng những vậy còn mua về. Đúng rồi. Tại vì con lobster bên đây nó rẻ hơn bên Việt Nam. Rẻ hơn. Ăn nữa. Trứng là ngon quá. Trứng nhiều quá luôn. À. Mình không thấy được cái tỉ, cái ốc. Cái ốc đó đâu? Ốc hả? Kiếm được cái ốc không thấy. Hình như nó bể ra không? Ốc thì có thể bể. Có thể bể ra. Thành ra nó béo. Kiếm cái ốc không ra. Có cái trứng không à? Ngon quá. Đây nè, miếng thịt nè. Ăn với miếng mì. Công nhận ngon lắm Lợi ơi, ngon. Ngon lắm. Ngon ha, ngon thật. Ngon. Đập đà, ngon. Sao mình ăn đâu có hết hả? Cái gì? Mới nói gì nói lại nghe coi. Chắc mình ăn, mình còn chừa cái bụng để ngồi ăn, ăn King Crab. À, rồi. Bây giờ có người bắt đầu tự thú rồi. Mới giờ nói bụng ăn dữ dội quá. Ngon quá chứ thôi. Ngon thì ăn nữa. Ngon. Ha. Công nhận ngon thiệt. Bây giờ không biết nói sao, chỉ biết nói ngon thôi hả? Thiệt tình bây giờ muốn ăn nữa đó. Nó ngon đến độ vậy á. Trời ơi thiệt.
Có nên ăn nữa không anh đẹp? Nó ngon quá làm sao bây giờ. Cái miếng thịt nữa nha. Trời ơi, ây da coi nè. Ui cha coi cái miếng thịt nè. Cái mì nó nóng hổi. Ngon quá. Bây giờ món kế món gì? Giờ món kế ha. Phải thiệt tình mà nói cái này ăn nữa được đó. Được tại vì mình muốn ăn món kế. Tại vì ăn ăn một hồi mọi người thấy thèm giống cái gì hết trơn á. Nhớ nghe các bạn. Tân Cảng Newport Seafood Restaurant. Tại vì Tân Trang lại. Chính vì cái chỗ đó mà Dược Thảo phải thu hình cho bằng được. Khi Tân Trang ở ngoài nhìn đẹp lắm, nó khác hồi xưa nhiều. Các bạn mình nhìn video cũ tìm hoài không ra đâu. Dạ. Bây giờ món mình còn cái gì ha? Mình có King Crab nè. Có King Crab. Có cá hồng tươi nè. Cá hồng tươi. Cá hồng tươi. Ốc dò dòi. Ốc dò voi nữa. Bây giờ mình ăn chơi món ốc dò dòi trước đi. Ốc dò dòi ha. Ốc dò dòi nha. Rồi. Lần này cũng vậy nha các bạn. Mình coi coi anh Lợi sẽ làm ốc dò dòi kỳ rồi nha. Giống như tuột giới coi đã lắm. Dạ. Lần này coi lại từ từ, mình làm từ từ cho mọi người coi. Rồi. Để khi các bạn có ốc dò dòi ở nhà làm ăn. Có nhiều người không biết tội nghiệp lắm. Cầm ốc sắc cái khúc ăn nguyên cục kia liền có bụt bỏ à. Không có đâu nha. Cái mình còn rang muối được. Cái mình còn nấu súp ăn được, nấu canh được. Chỉ có cái dòi thôi. Ok. Bây giờ lựa con lớn hay con nhỏ? Để coi coi. Khoan nha. Rồi bây giờ như thế này. Trước khi chúng ta đi bắt con ốc dòi dòi ở trong bồn, làm thịt con ốc dòi dòi như thế nào? Việt Thảo cũng xin nói trước, đây là vấn đề hình ảnh hết sức là tế nhị. Có nhiều người rất thương yêu những con vật, thấy mà mình làm đó. Ví dụ như con cá đâm đập đầu. Tôi nói hồi xưa đó nha, có em ở nhà làm thịt ếch. Ở nhà mua ếch về, để ra cái vừa bắt ra cái thấy nó ngồi chùm hổm gì. Rồi đè con ếch xuống chặt cái đầu cái bắp. Nó hổng đứt đầu, nó đụng một cái con ếch nó nhảy. Rồi mấy chị em nhảy la la làng không, không rồi bỏ luôn không ăn ếch được. Thấy sợ. Cho nên các bạn thấy con lobster này sống trong hồ. Mình muốn ăn mình phải chặt nó thôi. Không thôi không có chi làm được. Ngay con ốc dòi dòi cũng vậy hay con cá cũng vậy. Cho nên những hình ảnh mà mình phải làm thịt một cái con vật sống để làm thức ăn, đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên có nhiều người nhìn thấy sợ lắm. Thậm chí có người nhìn thấy làm rồi không dám ăn. Nha. Cho nên các bạn phải để ý điều đó. Còn một điều nữa, trước khi ăn qua món ốc dò dòi và nhìn cách làm như thế nào, các bạn nhớ nếu yêu thích channel YouTube của Việt Thảo, nhớ subscribe hay là đăng ký để chi mỗi lần Việt Thảo post lên một cái video mới, chúng ta sẽ được báo cho biết. Ok, rồi bây giờ mình đi bắt con ốc dò dòi. Cái con nó gọi là con Golden. Okay. Để mình như thế nào. Rồi. Yeah. Bây giờ có sức rồi phải không? Bây giờ ốc dò dòi, cái này là ốc dò dòi. Thôi con để đưa cái vỏ mỏ ra dài vậy nè. Từ từ nó thun lại, nếu mà cầm nó thun lại á. Nó thun lại. Nè các bạn, biết không cái dòi ha, ở đây có găng tay ha. Thật sự bình thường nó có thể kéo dài một thước nha. Có thể hai thước tùy theo cái độ sâu. Nếu mà con ốc dòi dòi này, tức là con cua đất đó, mà nó nằm sâu ở dưới chừng nào, thì cái dòi nó phải đưa lên trên ở mặt nước. Nha, ở trên ngay mí mặt đất để chỉ đặng mà ăn những cái sinh vật. Đó. Rồi khi mà nó không cần nó rút xuống dưới nhỏ như thế này. Còn nếu cần nó đưa cái dòi lên trên thì nó vậy. Đây là phần mình, đây là cái dòi cắn. Đúng. Bây giờ mình cho nó cho đang sống đi. Cái này nhỏ chứ đâu có lớn không? Nhỏ, hai con. Ok. Được. Cái này tớt nữa, này cũng vừa vừa mà. Dạ. Dạ. Con này một thao bây giờ bao nhiêu? Một thao bây giờ con này mình đưa một thao tới 30 mấy? 32, 33 đồng một hai con này. Dạ, hai con này cũng khoảng 2 phao, 2 phao mấy. Khoảng 60-70 đô la. Hai con này nếu mình ăn. Đó là thì, 2 phao rồi đó. Phần lớn là mình ăn cái dòi đúng không? Dạ. Còn cái mình là mình để. Cái à nhưng mà hổng cái mình ăn sống được luôn. Sống được rồi. Sau này học anh Thảo ăn sống luôn, quá ngon luôn. Đúng rồi. Nó cái mùi nó còn thơm hơn nữa, nó ngọt. Trời ơi, quá trời luôn. Bây giờ như vậy là mình làm hết luôn. Ừ. Sau này tôi có học anh Thảo tôi ăn sống luôn cái bình dưới đó nữa. Hồi đó là nấu súp với lại chiên giòn phải không? Hồi đó là chiên giòn. Nhưng mà cho khách nó cũng có chiên giòn nhưng mà sau này tôi bắt chước anh Thảo ăn ở dưới đó. Ừ, ngon thiệt. Dọc làm nữa. Đi vô. Yes. Hôm nay Việt Thảo muốn chia sẻ một tâm tình của Việt Thảo đối với tất cả quý vị cũng như các bạn.
Nói chung thì người Việt Nam chúng ta ăn cái gì cũng được, mì, hủ tiếu, bún hay là bánh mì. Nhưng mà có một món không thể thiếu được trong từng nhà và trong từng cá nhân, đó là cơm, là gạo. Việt Thảo cũng vậy, từ nhỏ tới lớn, khi trưởng thành, qua Mỹ lập gia đình, cũng là ăn cơm, ăn gạo hàng ngày. Mà hôm nào không ăn cơm thấy như là thiếu một cái gì đó, có phải không nè? Có một điều là từ nhỏ tới lớn, ăn cơm thì không biết nó là hiệu nào. Ăn thì ăn miễn no bụng, miễn đừng khát, đừng khê, đừng sống, đừng nháo là tốt rồi. Lập gia đình cũng vậy, không để ý tới. Nhưng mà tình cờ vừa rồi giống như một cái cơ duyên, gặp được một người anh em đồng hương làm nhập cảng gạo ở bên Mỹ mà quê ở Hộ Phòng. Anh cho Việt Thảo 10 bao gạo, anh nói về ăn đi ngon lắm. Tôi nói ngon gì ngon, gạo nào cũng giống như gạo đó thôi. Mà nhiều quá sao ăn hết? Ông nói thì ăn không hết thì cứ giữ đó để dành ăn. Tôi về tôi để dành 2 bao gạo, còn 8 bao gạo tôi chia cho chồng xóm bạn bè. Không ngờ cái feedback trở lại, mọi người hỏi: trời ơi Việt Thảo ơi, gạo đâu mà nó trắng tươi à? Nó thơm, nó ngon, nó dẻo, ăn thao cái miệng hết, mua ở đâu vậy, chỉ cho mua. Tôi nói trời, tôi đâu có biết ở đâu của người ta cho. Tôi về tôi mới nghiên cứu, tôi coi cái bao gạo thì nó là một cái bao gạo màu nâu, bao bố có cái dấu hiệu con nai để là gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào. Tôi lấy cái hộp gạo ra xem, nó trắng đều, nó mướt và nó không cám, không bụi, không tắm, hộp nào đều như hộp nấy. Tôi ngạc nhiên, tôi hỏi và nghiên cứu ra mới biết gạo này được chọn lựa bằng hệ thống laser hai tạch, tức là dùng tia laser để chọn lựa từng hạt gạo. Khi gạo đưa qua tia laser, nhận cái hộp gạo nào mẻ, bể, loại sạn, bụi, cát, tắm gì biết là loại ra hết, để hộp gạo nó đều từ đầu tới cuối giống hệt như nhau. Tôi đem ra tôi do gạo, gạo bốc lên mùi thơm ngào ngạt, nấu chưa chín là cả nhà thơm phức. Và khi gạo chín rồi, cơm chín rồi thì cả chồng xóm nói: trời ơi, cơm ở đâu gạo gì mà nó ngon thơm đến như vậy. Tôi mới thử nấu ăn, cái hộp cơm nó mềm, nó dẻo, nó thơm phức cả, nó ngọt thao ở trong miệng, ngọt thanh chứ không phải lạc lạc lợ lợ. Ăn xong tôi để dành đó, qua ngày hôm sau 2 ngày, hộp gạo vẫn mềm, vẫn dẻo và vẫn thơm. Nó không những cái loại gạo trước đây mà tôi lỡ để ngoài 1 ngày sau là nó khô khốc cả, ăn không ngon nữa, nó lạc lẽo mà có khi để nó bị thiêu. Đây là cái gạo nàng hiệu Nàng Hương Chợ Đào mà Việt Thảo có nấu ở đây. Đây quý vị và các bạn xem. Ôi trời ơi, cái mùi thơm nó lên ngào ngạt, thơm phức. Mà cái hạt gạo nhìn nè, cái hạt cơm nhìn, nó bóng mướt, nó mướt giống như là một có cái lớp dầu, lớp mỡ gì lên vậy. Nó thơm ngào ngạt, đừng nói chi đói bụng, bây giờ no nè, nhìn á, thấy cũng muốn ăn nè. Ngon dữ lắm. Nó mềm, nó dẻo, nó ngọt thanh. Chưa từng có cái gạo nào trong cuộc đời tôi 57 năm ăn nó như cái gạo này. Cái cơm nó ngon vậy. Bây giờ thử, đừng nhớ chỉ không cần thịt cá luôn, không cần tôm mà không cần đồ ăn gì hết, chỉ cần một chút xíu xì dầu nữa thôi. Cái mùi thơm bốc lên từ gạo quyện vào cái mùi thơm xì dầu, trời ơi, ăn bao nhiêu kén cũng được mà. Ngon quá. Cho nên cái gì ngon, cái gì hay phải chia sẻ để chúng ta cùng hưởng. Việt Thảo muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn, chọn ngay. Có thể nói, cho dù xa xôi vạn dặm, nó vẫn mang theo cái hương vị của quê nhà. Đó chính là gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào, chính hiệu con nai, trong bao bố màu nâu. Nhớ đi tìm mua cho bằng được, ăn thử rồi sẽ thấy lời Việt Thảo nói là đúng, gạo ngon số 1 luôn. Ê các bạn đang xem YouTube nha, đang xem Việt Thảo phải không nè? Bây giờ đó các bạn xem chuyện mình lại hay bất cứ những video nào liên quan tới Việt Thảo, nó có một cái chế độ gọi là subscribe, tức là đăng ký nha các bạn, cái nút đỏ ngay đây. Đó các bạn nhìn thấy không? Ok, click vào cái chỗ đó thì lập tức tất cả những video clip hay là những cái chương trình Việt Thảo khi mà có trên YouTube lập tức nó sẽ báo cho các bạn biết để các bạn coi. Có nhiều người nha, nói trời ơi chú ơi, con mới biết chú bữa nay à, trong khi chú có tới 500 mấy chục cái chữ Minh Lê. Không cần tìm hiểu, không cần đi đâu xa, không cần phải chờ đợi gì hết, chỉ cần subscribe, tức là đăng ký ngay cái nút đỏ ở trên màn ảnh của truyền hình này, các bạn đang xem Việt Thảo nè, đúng không? Rồi, ngay cái nút đỏ này nè, ở trên YouTube nha, click vào cái chỗ đó thì lập tức sẽ được hưởng cái chế độ subscribe, tức là coi như các bạn đã đăng ký cái channel YouTube của Việt Thảo. Thì từ nay trở đi, tất cả những cái chương trình của Việt Thảo trên YouTube đều được báo cho các bạn qua email. Alright, nhớ subscribe, tức là đăng ký ngay cái nút đỏ này. Alright.